Hai lúa đã quay trở lại rồi đây Trong tập số 3 của chuyện làm BA Mình muốn nói về việc là đối với các bạn mà không có background về IT Thì làm sao chúng ta làm về cái nghề IT BA này Đối với các cái nghề IT BA thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một số cái đầu một công việc như sau Đầu tiên là các bạn làm BA các bạn là BA thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi chúng ta sẽ thu thập thông tin hoặc yêu cầu rồi chúng ta ra giải pháp vân các bạn SA các bạn System Analyst những bạn mà chuyên gia về chuyển đổi từ nghiệp vụ lên hệ thống các bạn làm về sản phẩm số những sản phẩm số những sản phẩm các bạn thấy là những sản phẩm mà các bạn trên app trên web gì đó ha các bạn làm về fintech các bạn làm về những sản phẩm số hóa rồi chuyển đổi số chuyển đổi số doanh nghiệp, chuyển đổi số công ty. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là có những cái sản phẩm công nghệ, ví dụ như là những cái thiết bị IoT, những cái thiết bị mang tính là robot, rồi cũng như là những cái thiết trang thiết bị thông minh, là smart device, là smart home vân vân. Các bạn thấy là ở đây công việc ITBA nó rất là rộng Chứ không phải nó chỉ đơn thuần là các bạn làm về phát triển phần mềm đâu Các bạn sẽ thấy có rất là nhiều công việc, có rất là nhiều cái lĩnh vực mà các bạn có thể làm các cái mảng it ba thường gặp thì đầu tiên là các bạn sẽ thấy là làm thông dụng nhất và chiếm số đông nhất chiếm cái lượng giống như là nói một cách vui là chiếm cái lượng dân số đông nhất đó là phát triển hệ thống phần mềm thứ hai là mang tính tư vấn nên những bạn business còn sâu tình những bạn tư vấn chuyển đổi số tư vấn chiến lược tư vấn kinh doanh liên quan tới số hóa Uh, thứ ba a là mạng phát triển sản phẩm phát triển sản phẩm số thứ tư là sale marketing đó, uh, sale marketing sao không liên quan gì ở đây không <laughs> marketing như mình đã uh, trao đổi ở uh, series về bắt đầu vào ngày ba thì sale marketing nó cũng là ba và nếu như các bạn làm sale marketing trong lĩnh vực công nghệ này trong lĩnh vực sản phẩm số xe uh, phần mềm sale hệ thống vân vân thì các bạn cũng là ba cũng là trong lĩnh vực ITBA triển khai uh, delivery các bạn uh, triển khai phần mềm uh, hướng dẫn sử dụng cài đặt phần mềm vân vân rồi triển khai dự án vân những cái đó cũng là tba nó cũng thuộc về nó cũng cần những cái kiến thức kỹ năng về tba và cuối cùng là quản trị dự án quản lý quản trị dự án thì những cái này cũng cần tba để mà có thể làm việc được các cái ngành nghề thường gặp đối với ITBA thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là chúng ta thấy rất là rõ nhất đó là nghề tài chính thì tài chính chúng ta sẽ có các công việc ví dụ như là làm về ngân hàng làm về fintech làm chứng khoán làm bảo hiểm đây là những ngành nghề mà các bạn thấy chuyển đổi số rất là mạnh hiện nay thứ hai là bất động sản property tech à, thứ ba là nhà hàng khách sạn nhà hàng khách sạn các bạn thấy hiện nay ứng dụng công nghệ rất là nhiều ví dụ các bạn thấy vào bước vào một số tiệm ăn thì hiện nay chúng ta có thể order món bằng iPad hoặc là các bạn thấy là những cái phần mềm về bán hàng, về order món, rồi hỗ trợ về công việc bếp nút của bếp trưởng, về đặt đơn, về làm món, về lên đơn, vân vân. Thứ tư là về y tế, thứ năm là giáo dục, ờ, chính phủ. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là có Logistics và supply chain Management, quản trị Logistics và chuỗi cung ứng. Và thật ra cũng có rất là nhiều ngành nghề khác liên quan tới việc mà nếu như có ứng dụng công nghệ, có muốn chuyển đổi số thì sẽ có xuất hiện của ITBA. Bây giờ mình muốn nói về những cái điểm lợi thế và bất lợi đối với các bạn mà không có background IT. Cái lợi thế đầu tiên thì các bạn thấy là có thể là các bạn không có background IT nhưng mà thật sự các bạn sẽ có rất là nhiều cái background về nghiệp vụ khác nhau. Ví dụ các bạn có background kinh tế, bạn có background về nhà hàng khách sạn, bạn có khách rao về y tế, bạn có khách rao về logistics vân vân rất là nhiều cái background khác nhau. Đây là một cái mà thật sự là các bạn ITBA mà xuất thân từ IT sẽ không có tại vì họ chỉ có những liên quan tới các ngành các cái môn cái, cái chuyên môn liên quan tới uh, IT thôi chứ họ không có những cái nghiệp vụ. Nên đây là một cái lợi thế rất lớn của các bạn. cái thứ hai đối với các bạn mà mới sinh viên mới ra trường thì mình không bàn. còn mình thấy cũng khá là nhiều bạn nó làm ở các ngành nghề khác thì thật sự các bạn có rất nhiều kinh nghiệm thực tế nó giúp ích rất nhiều cho các bạn khi làm các cái hoạt động về phân tích khi làm các hoạt động về functional requirement khi nào các hoạt động về user experience. cái thứ ba là thật sự các bạn open mind hơn đối với dân kỹ thuật, đối với những IT nói chung thì thật sự là kỹ thuật mà dẫn tới là đôi khi sẽ hơi bị cứng nhất là cũng như là cái góc nhìn nó cũng sẽ rất là cứng nhắc và nó cứ, nó cứ theo một cái luồng gì đó nhất định nó không có open mind nó không có mở nó không có linh hoạt như là các bạn làm về các ngành nghề khác các bạn có thể có rất là nhiều mối quan hệ trong công việc đôi khi dân it thật sự mình thấy là nhiều khi cắm đầu cắm mũi vào cái máy tính suốt ngày thì nó đâu có nhiều mối quan hệ đâu còn các bạn nhiều khi là các bạn có rất là nhiều mối quan hệ khác nhau đây là một cái lợi thế rất lớn của các bạn nó đa dạng trải nghiệm cuộc sống thì cũng tương tự cái việc mà các bạn sẽ thấy là chúng ta không cắm mặt nhiều vào công việc chúng ta có đi đây đi đó quan quan sát này quan sát kia cũng như là có đọc báo đọc tin tức nắm vững này nọ kiểu chúng ta có rất là nhiều về cái trải nghiệm cuộc sống thì đầu tiên thì các bạn thấy nói về lợi thế đó, đối với non IT đó, thì chúng ta sẽ có các cái khía cạnh liên quan tới nghiệp vụ nè liên quan tới cái sự nhạy bén nè liên quan tới các cái kiến thức kỹ năng chung về đời sống Đối với bản thân mình, mình thấy đây là một cái rất là lợi thế và công việc thực sự là cần những cái này hơn là những cái về mặt công cụ, về mặt IT Nói về mặt công cụ, về mặt IT, thực sự các bạn học là ra, không có mất nhiều thời gian đâu Chúng ta có lợi thế thì chúng ta sẽ có một số bất lợi Cái thứ nhất thì đôi khi các bạn sẽ bị yếu về mặt công nghệ, thiếu kiến thức về mặt công nghệ Thứ hai là các bạn sẽ không nắm về IT nói chung hoặc là coding nói riêng Thứ ba là các bạn sẽ không nắm rõ các bước xử lý công việc của ITBA, các cái tư duy về mặt phát triển sản phẩm số, các cái vấn đề của việc sắp phát triển sản phẩm số. Thứ tư là các bạn đôi khi các bạn bị khớp tâm lý. Kiểu giống như là các bạn nghĩ ITBA là đòi hỏi các bạn rất là nhiều thứ về mà phải hiểu code, về hiểu công nghệ này kia dẫn tới là các bạn sợ, các bạn bị khớp tâm lý, sợ này sợ kia chúng ta phải rất là vững vàng chỗ này chúng ta đừng có phi khớp tâm lý và cũng như là một phần nào đó các bạn sẽ bị ảnh hưởng của quan niệm của thị trường Việt Nam có thể trong vòng năm 10 năm tới thì có thể thay đổi chứ còn hiện tại thì thực sự là quan niệm của thị trường Việt Nam về ITBA á, thì vẫn còn đòi hỏi các bạn đôi khi phải là dân IT đôi khi là như vậy thì dẫn tới là giảm khả năng có việc làm của các bạn từ những cái lợi thế bất lợi và những cái thông tin mà mình đã chia sẻ để chúng ta làm sao để chúng ta chuyển đổi cái việc đầu tiên là các bạn phải xác định ngành nghề mà các bạn muốn À, chúng ta không thể nào mà chúng ta muốn tất cả mọi thứ được chúng ta phải xác định rõ cái ngành nghề mà chúng ta mong muốn chúng ta làm việc ở đâu cái thứ hai là chọn cái mảng ITBA mong muốn các bạn muốn làm về phát triển phần mềm các bạn muốn làm về product các bạn muốn làm về sản phẩm số chuyển đổi số các bạn làm về tư vấn vân vân các bạn phải chọn cái mảng mà mình mong muốn các bạn không thể nào mà chúng ta làm hết được và cũng như ITBA có rất nhiều lựa chọn cho các bạn làm chứ không nhất thiết là các bạn phải làm phát triển phần mềm các bạn làm phát triển sản phẩm số mới được mà các bạn có thể làm tư vấn các bạn có thể làm chuyển đổi số các bạn có thể làm xem marketing về sản phẩm số vân vân các bạn có thể làm quản trị dự án được có rất là nhiều mảng ITBA mà các bạn có thể tham gia vào cái thứ ba là các bạn nên tổng hợp thống kê lại kiến thức kỹ năng mà mình đã có đây là một cái bước mà giúp cho các bạn thứ nhất là các bạn có thể là hình dung được mình muốn gì cần gì cái thứ, thứ hai là mà các bạn sẽ xác định được cái lợi thế cạnh tranh của mình là cái gì cái thứ ba là những cái đó nó sẽ giúp cho các bạn là trả lời các câu hỏi tình huống trả lời các cái tư vấn các này kia của khách hàng trả lời các cái câu hỏi tuyển dụng vì cái việc tổng hợp này sẽ giúp cho các bạn là qua bước thứ tư đó là xác định các kiến thức kỹ năng cần các bạn cần bổ sung tại vì các bạn không thể nào mà cứ theo trên mạng nói này nói kia giống như là theo list ITBA cần phải những kỹ năng gì theo list ITBA cần phải những kỹ năng gì cần bổ sung cái kỹ năng gì quần cần quan trọng không chúng ta phải biết chúng ta mạnh gì yếu gì chúng ta chọn lựa theo góc độ gì thì chúng ta mới biết được là chúng ta cần bổ sung cái gì chứ các bạn đừng bao giờ nghe những cái kiểu là list này list kia rồi học theo một cái cứng nhắc như vậy cuối cùng đi làm tại sao các bạn không tìm được việc tại vì các bạn không có kiến thức kỹ năng đúng theo cái các bạn lựa chọn Đúng không? Các bạn đã lựa chọn ở bước số 1, số 2 rồi thì chắc chắn các bạn sẽ biết là các bạn sẽ phải bổ sung cái gì ở từng nhóm ngành nghề, từng mảng công việc mà chúng ta cần phải có những kỹ năng gì. Thì lúc đó chúng ta bổ sung một cái chính xác, gia tăng cơ hội cho các bạn có công việc làm rất là dễ dàng. Thứ năm thì trong trường hợp mà các bạn cần bổ sung kiến thức kỹ năng gì đó thì các bạn có thể tham gia khóa học, các bạn hoặc là các bạn có thể tự học. Và thứ sáu thì các bạn nên tìm kiếm việc làm, tại vì không có gì học bằng thực tế cả cho nên là tìm kiếm việc làm là ok nhất thì các bạn có thể tự tìm thông qua những cái kiến thức kỹ năng mà các bạn đã trao dồi nè thông qua cái việc mà các bạn bổ sung cv nè về làm sao cho nó phù hợp với cái việc ATBA nè hoặc là các bạn có thể nhờ thông qua các cái mối quan hệ của các bạn thông thường các cái ngành nghề khác nhau thì mình thấy các bạn có rất nhiều mối quan hệ mà các bạn có thể tận dụng rồi cuối cùng là trong quá trình làm việc thực tế thì chắc chắn các bạn sẽ có học được trong thực tế hàng ngày công việc hàng ngày các bạn học được nè rồi trong quá trình làm việc các bạn sẽ biết mình mạnh gì yếu gì thì các bạn sẽ biết là chúng ta cần phải điều chỉnh bổ sung các cái kiến thức kỹ năng gì của mình bảy cái bước chuyển đổi này các bạn thấy là vấn đề đầu tiên không phải là các bạn cứ theo trên mạng kêu là cần làm ITBA cần phải làm cái gì làm ITBA cần phải có những cái list kỹ năng gì cần phải có cần làm ITBA cần phải học cái gì học dễ gì cái kỳ không có chúng ta phải xác định được là chúng ta cần gì muốn gì rồi từ đó chúng ta sẽ trau dồi chúng ta sẽ phát huy thế mạnh của mình chúng ta trau dồi cái cần thiết rồi mình cũng chia sẻ một số cái kiến thức mà, và kỹ năng mà các bạn cần phải trau dồi mà theo cái góc độ của mình ha đầu tiên á thì như mình nói là kiến thức trau dồi thì chúng ta phải có kiến thức chuyên ngành các bạn phải chọn lựa đúng ngành nghề ví dụ bạn làm banh thì ngành banh làm y tế thì ngành y tế làm chính phủ là chính phủ thì cái quan trọng đầu tiên á để mà các bạn gia tăng cái khả năng có việc làm đó các bạn phải có kiến thức chứ không phải là các bạn tùm lum tà na kỹ năng BA cần kỹ năng kia kia không. Các bạn phải có kiến thức chuyên ngành của cái ngành đó để mà ít nhất các bạn phải phỏng vấn tuyển dụng đúng cái đã. Các bạn có kiến thức chuyên ngành các bạn sẽ nhận định được thị trường như thế nào, các bạn sẽ nhận định được cái tình huống của người tuyển dụng đặt ra như thế nào. Các bạn trả lời ok thì các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội các bạn có việc làm cái thứ hai thì các bạn sẽ cần những kiến thức về mặt các phương pháp phân tích thì cái này thì các bạn có thể tự học những cái kiến thức về TBA những cái kiến thức hoặc là tham gia một khóa học để để người ta hướng dẫn cho các bạn thứ ba là trải nghiệm À, đòi hỏi rất là nhiều trải nghiệm các bạn. Làm về BA thật sự để mà giỏi á, bên cạnh cái chuyện kinh nghiệm thì các bạn phải còn rất là nhiều trải nghiệm thì các bạn nên đọc sách báo nè, đi đây đi đó nè, quan sát mọi thứ xung quanh chúng ta nè để thu thập cho chúng ta những cái kiến thức phổ thông để mà chúng ta có thể càng ngày càng có thể có nhiều góc nhìn nè, có thể có cái sự nhạy bén về chuyên môn nè rồi thứ tư là kiến thức về mặt công nghệ kiến thức về mặt công nghệ thì các bạn nên phân biệt giữa cái kiến thức về mặt IT và kiến thức về mặt công nghệ à, kiến thức về mặt công nghệ nó nói tới cái những khái niệm gì những công nghệ á. thì các bạn sẽ thấy những công nghệ mang tính là làm sao để gia tăng tiện ích làm sao để cuộc sống nó tốt hơn làm sao để công việc nó nhanh gọn lẹ hơn đó cái đó là kiến thức về mặt công nghệ còn IT nó là những cái kiến thức liên quan tới coding, liên quan tới mạng liên quan tới phần cứng đó, những cái đó là liên quan tới IT còn công nghệ và thực chất đối với khi mà làm việc IT thì cái focus nhiều của chúng ta là kiến thức về mặt công nghệ chứ không phải là kiến thức về mặt IT và cái cuối cùng á, là ứng với từng ngành nghề khác nhau chúng ta sẽ đòi hỏi những cái kỹ thuật khác nhau à, ví dụ như là đối với các bạn làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm làm trong lĩnh vực chuyển đổi số vân vân thì các bạn các bạn phải có hiểu biết sơ bộ về IT như hồi nãy mình nói về coding về phần cứng về mạng về bảo mật vân vân rồi ngoài ra ở những cái ngành nghề khác nhau các bạn cũng phải cần những cái kiến thức theo từng ngành nghề rồi mình lấy ví dụ như là các bạn làm về logistics thì các bạn phải biết làm sao để mà vận chuyển hàng hóa các cái phương thức vận chuyển các cái quy trình vận chuyển rồi những cái kiến thức liên ví dụ các bạn làm về y tế thì các bạn phải biết là quy trình khám chữa bệnh nè quy trình chăm sóc khách hàng quy trình nhận bệnh quy trình quản lý uh, bệnh án nè hoặc là các bạn làm về smart home smart device là thật sự đôi khi các bạn phải hiểu những cái kiến thức kỹ năng liên quan tới nội trợ liên quan tới nấu ăn thì các bạn mới làm được từng ngành nghề người ta sẽ yêu cầu những cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ riêng biệt cho nên là đánh nó là bây giờ thì sao thì cái máy đầu tiên hồi nãy chúng ta nói là chúng ta phải làm hiểu được cái ngành nghề mà chúng ta muốn chúng ta muốn làm, làm ở đâu chúng ta cần phải làm cái gì thì chúng ta mới chọn lựa được thì chúng ta mới biết chúng ta học cái gì chứ không phải học theo list học theo cái chung chung nói về kỹ năng kỹ năng cần trau dồi thì cái đầu tiên là tư duy phản biện tư duy phản biện không phải là cái tư duy phán xét tư duy phản biện làm sao để phân tích logic có cái đó mạnh hay yếu ok hay không ok thì cái tư duy phản biện này á chúng ta phải phân tích xét duyệt vấn đề nè phân tích vấn đề nè đánh giá vấn đề nè những cái tư duy phản biện này thật sự mình thấy các bạn rất là yếu các bạn thật sự là các bạn không focus nhiều vào cái chuyện này trong khi khi làm ba á, thật sự cái tư duy phản biện này rất là quan trọng cái thứ hai là kỹ năng về mặt nghiên cứu các bạn phải nghiên cứu cái này cái kia một cách kỹ càng rõ ràng chứ không trên đời này không có cái gì là uh, làm ăn ngay làm Nói uh, cái chung là tự động hóa cho các bạn đâu mà các bạn phải uh, làm ba á, không phải là cái chuyện là mình có tool làm sẵn không có đâu các bạn bản thân bên các bạn đây data analyst các bạn thấy là chúng ta làm tu làm này làm kia nhưng thật sự để làm một da giỏi cũng phải tư duy cũng phải phân tích tùm lum tà la chứ không phải ngồi làm tool Nó làm tool mà không thấy ai da nào làm tu mà giỏi hết á rồi thứ ba là giao tiếp thì cái kỹ năng giao tiếp này như mình nói Chúng ta phải phân biệt giữa là nội tâm và cái chuyện là ngại giao tiếp Đối với một BA cái chuyện là các bạn là người nội tâm hay là các bạn là người active Là người mở, cởi mở không quan trọng Cái vấn đề là các bạn không được ngại giao tiếp các bạn ngại giao tiếp á, thì các bạn có thể hiểu là chúng ta đang giao tiếp trong công việc thôi ngoài công việc các bạn có thể im các bạn có thể hạn chế giao tiếp cũng được chẳng thành vấn đề nhưng mà trong công việc chuyện công thì các bạn phải có cái sự linh hoạt các bạn và cái sự chủ động về mặt giao tiếp để mà giúp cho chúng ta có thể là uh, trao đổi thông tin nghiệp vụ đối với khách hàng đối với các stakeholder các bên liên quan chứ các bạn ngại giao tiếp đó, thì đó là một cái cái súng bắn vào chân các bạn tại vì các bạn ngại giao tiếp các bạn không thể nào nắm được hiểu rõ về nghiệp vụ tại vì trên đời này kiến thức rất là mênh mông mỗi người có một chuyên môn thì các bạn phải có sự giao tiếp cái sự trao đổi cái sự đánh giá vân vân thì các bạn mới có thể là các bạn làm việc được chứ các bạn không thể nào mà các bạn khép kín các bạn ngại giao tiếp thì các bạn không thể nào làm ba được còn nội tâm hay là cởi mở gì không liên quan ở đây thứ tư đó là ra quyết định và quyết đoán là một ba các bạn phải quyết đoán mà các bạn phải biết ra quyết định chứ các bạn không có được là dở dở ương ương có thể là các bạn thấy là giống như là ồ uh, chỗ này bị thiếu hay không đủ hay không không cái vấn đề một trong những vấn đề cốt lõi là các bạn không được sợ chuyện đó và trong trường hợp bất ghề một cái gì đó thì các bạn nên là cứ quyết định đi cứ làm đi rồi có chuyện gì mình sẽ bổ sung điều chỉnh sau cái đó chỉ gì rất là đơn giản quan trọng là có sản phẩm nhìn ra thị trường nữa nè và cái cuối cùng là các bạn phải biết sử dụng máy vi tính các bạn phải có kiến thức kỹ năng về máy tính các bạn nên hiểu là chúng ta phải hiểu có máy tính có cái gì cấu thành của máy tính có cái gì cái máy tính hoạt động như thế nào Windows nó có cái gì ra sao các cái phần mềm cơ bản ví dụ như là Word Excel PowerPoint trình duyệt web vân vân chúng ta thiết lập như thế nào cắm các trang thiết bị ngoại vi nội vi của máy tính như thế nào thì ở nên hiểu là chúng ta làm ITBA tức là các bạn sẽ tham gia vào cái môi trường máy tính thì các bạn nên hiểu là môi trường máy tính cái máy tính của chúng ta nó là một trong các kiến thức domain cần phải có các bạn hiểu là chúng ta học liên quan tới lập trình, chúng ta học những cái liên quan tới máy tính vân vân là để chúng ta làm việc chứ không phải là để học IT, học coding là để làm BA đâu không các bạn. Không, tùy vào BA ở lĩnh vực nào mà chúng ta học cái đó thì ở đây chúng ta nói về IT chúng ta đang làm BA trong domain IT thì kiến thức về máy tính và cái kỹ năng sử dụng máy vi tính là cái cần thiết là cái yêu cầu của cái domain IT vậy thôi các bạn làm về domain y tế, các bạn làm về domain chính phủ, các bạn làm về domain logistics vân vân thì chúng ta sẽ có những kiến thức kỹ năng cho domain đó. IT thì chúng ta cần phải có kỹ năng về sử dụng máy tính. Một trong những yếu tố bổ sung thêm là yếu tố tâm lý. Các bạn nên đừng có quan tâm cái chuyện là chúng ta không có IT, chúng ta không có background IT thì chúng ta sợ này sợ kia, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là các bạn phải tự bỏ cái tự kỷ ám thị cái tiêu cực đó. Chúng ta cứ học thôi, cứ học thôi các bạn làm bất kỳ một cái chuyện gì thì cái vấn đề đầu tiên không phải là sợ sợ thay đổi sợ mới vân vân mà chúng ta phải làm làm đi rồi sẽ biết chúng ta cần phải bổ sung cái gì chúng ta phát triển cái gì để chúng ta hoàn thành trong quá trình làm không biết thì google phải tăng cường cái tự kỷ ám thị tích cực lên là chúng ta làm được chúng ta dễ dàng làm được bỏ những cái tiêu cực đi cần cù thông minh mỗi người có một lợi thế khác nhau các bạn có thể không có background it nhưng các bạn có sẵn background về nghiệp vụ còn ngược lại các bạn bên phía it người ta có biết đâu it thiệt đó nhưng bản thân người ta đâu biết cái gì đâu về nghiệp vụ người ta cũng có cái bất lợi của họ vậy cho nên là chúng ta có chuyện gì thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi. và chúng ta cần gì thì chúng ta cứ cần cù bổ sung chăm chỉ bổ sung về các kiến thức mà chúng ta cần thôi đó, làm việc hiện linh hoạt và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu à, chúng ta đừng có cứng nhắc vào bất kỳ một cái phương pháp nào đừng cứng nhắc vào bất kỳ một cái kiểu nào và mỗi người nên tìm cho mình một cái phương pháp làm việc hiệu quả thực sự đối với BA, BA nói chung hoặc là ITBA nói riêng thì tất cả các công cụ đều là linh hoạt cả. Chúng ta cứ linh hoạt sử dụng làm sao để mà ra sản phẩm là được. Chứ đừng có nghe người này, đừng có sợ nghe người này người kia kêu Ồ, này vẽ không đúng chuẩn, không đúng chuẩn kệ bà nó nói một cách dân giả là không cũng không đúng chuẩn kể bà nói vấn đề là tôi mô tả đủ và đúng và các bạn dép các bạn kia người ta vẫn làm được các bạn it người ta vẫn làm theo cái sản phẩm của tôi mô tả theo cái kiểu không chuẩn đó được miễn sao tôi linh hoạt sử dụng tôi trình bày thôi còn công cụ gì thì kệ nó quan trọng là các bạn làm ra product làm ra sản phẩm thôi thoải mái không cứng nhắc và, và cuối cùng á các bạn nên khiêm tốn À, cho dù các bạn có giỏi hay gì đi chăng nữa các bạn có hào quang quá khứ đi chăng nữa thì các bạn cũng nên khiêm tốn tại vì nếu như các bạn chuyển đổi thì các bạn đang là một môi trường mới ok trong cái video clip này thì mình muốn nói về cái câu chuyện là cho các bạn mà có background non it các bạn không có background là it chúng ta chuyển đổi qua cái môi trường itba này như thế nào cái việc đầu tiên thì chúng ta phải xác định rõ chúng ta muốn làm trong ngành nghề gì chúng ta làm trong công việc gì lĩnh vực gì rồi tùy thuộc vào những cái đó chúng ta sẽ căn cứ vào cái môi trường thực tế cái yêu cầu của công việc mà chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung những cái kiến thức kỹ năng cần thiết tương ứng với cái yêu cầu của công việc yêu cầu của môi trường thực tế chứ đừng bao giờ mà cứ theo dõi những cái trên mạng coi những cái list coi những cái này kia à, mỗi người đều có cái hướng đi của riêng mình mỗi người mỗi khác bản thân ở đây mình cũng không chia sẻ cái câu chuyện của mình nhiều tại vì mỗi người mỗi khác mỗi người mỗi hướng đi cho nên mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái cách đi thôi còn mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau mỗi người có những cái xu hướng khác nhau và mình cũng không thể nào lấy cái câu chuyện của mình mà áp đặt cho các bạn hướng đi được mình chỉ hướng dẫn các cái phương thức các cái phương pháp các cái bước mà chúng ta có thể tự áp dụng linh hoạt cho bản thân mình à, hy vọng sẽ giúp được cho các bạn là có background non it hai lúa chào các bạn chúc các bạn thành công trong các quá trình chuyển đổi này